quỹ nhi trong thị trường bùa ngải thời công nghệ hiện đại. Hiện nay, trên thị trường bùa ngải có nhiều cửa hàng bán bùa ngải trực tuyến của chính các pháp sư luyện bùa ngải tự mở, hoặc do những người hoàn toàn không biết gì về bùa ngải nhưng muốn kinh doanh mặt hàng đang nóng sốt này. Những người liều mình kiếm lợi từ hoạt động tâm linh mang nhiều màu sắc mê tín này, có người ý thức được hậu quả của nó, có người hoàn toàn không biết các nguy hại có thể đến với mình, nhưng vì lợi nhuận trước mắt nên họ bất chấp nhân duyên nghiệp quả bất thiện mà buôn bán, tàn trữ, tiếp tay lưu hành các vật phẩm như thế. Về nguồn gốc, Kumanthong được bày bán trên thị trường được các ngải sư luyện dựa trên các nguyên tắc sau. Bào thai hoặc chỉ sơ sinh được sấy khô rồi luyện thành quỷ nhi. Ngải sư thường đi sinh, đi đào trộm, lấy trộm hoặc đặt hàng mua bán từ các cò mồi ở các bệnh viện phụ sản. Kinh khủng nhất chính là việc ngải sư này đi dụ dỗ những phụ nữ nhẹ dạ cả tin, dụ họ sinh con cho mình trước khi đứa trẻ được sinh ra. Ngải sư mới dụ họ bằng câu nói, em cho anh đứa con này nhé. Nếu người nữ ấy đồng ý, tức là tự mình thỏa hiệp với giao dịch cho con, thì ngải sư này có thể dùng các phương thức trục thai, làm sảy thai, rồi tự tay lấy các bào thai ấy, hoặc là chờ đứa trẻ sơ sinh được chào đời, rồi tự mình sát hại con mình bằng các cách thức khác nhau. Cũng có khi người mẹ là ngải sư, luyện đứa con của mình sau khi sinh con của mình với người cha đứa bé. Việc sinh và được đồng ý này khiến cho âm linh đồng tử khi bị bắt để luyện thành hình nhân quỷ nhi sẽ không thể cầu cứu với người khác hay khó tìm đường trở về với người yêu thương âm linh ấy thật sự. Khi có bào thai, sát chỉ sơ sinh, ngải sư dùng các chú thuật, bùa yểm để trấn áp bón khí của các âm linh đồng tử. Họ còn làm nhiều hình thức dụ dỗ như cúng đồ ăn, bánh kẹo, nói lời yêu thương đường mật để kết thân tình, soi dịu sự phẫn nộ, uất hận của các âm linh đồng tử, nhận những âm linh ấy làm con. Sau một thời gian cho đến khi tâm tình cảm ứng của âm linh ấy trở nên mạnh mẽ, có thể tương tác khí lực với thế giới hữu hình, chịu nghe theo lời sai khiến của ngải sư, chính là lúc quỷ nhi đã được luyện hình thành. Cho cốt của bào thai, trẻ sơ sinh hoặc cho cốt của một người, một loài động vật nào đó, không phải là trẻ sơ sinh, được cho vào một vật chứa mang dáng dấp hình ảnh của một đứa trẻ để luyện thành quỷ nhi. Vật chứa này có thể là các cốt tượng bằng đất nung, sành sứ, kim loại, xi măng, bột đá, gỗ hoặc đá chạm khắc, hay là búp bê đồ chơi trẻ em, dù ít ai dùng búp bê bằng nhựa để làm nhưng vẫn có. Các tro cốt này, ngải sư cũng dùng các cách thức như đi sinh, đi mua, tự tay gây nên ác nghiệp sát hại, rồi thiêu xác hoặc đi nhặt xác về thiêu thành tro. Sau khi có tro cốt và cho vào vật chứa, ngải sư sử dụng pháp ấn, mật chú để trì luyện theo từng khoảng thời gian nhất định. Sau mỗi chu kỳ khoảng 90 ngày hoặc 108 ngày, nếu âm linh nào đủ duyên, cảm ứng đủ mạnh với ngải sư sẽ có thể tương tác khí lực của mình với thế giới quan xung quanh. Lúc ấy, trải qua một thời gian dài chịu ảnh hưởng của chú thuật và chấp niệm, âm linh ấy sẽ thể hiện thành hình dáng của vật chất chứa tro cốt của mình, tự hủy hoặc mình bởi chấp niệm mình chính là một hình nhân quỷ nhi. Không dùng tro cốt và bào thai, sát chỉ sơ sinh làm vật dẫn, chỉ sử dụng hình nhân làm vật dẫn và gọi hồn âm linh ám nhập vào vật dẫn ấy để tinh luyện âm linh ấy. Đối với quỷ nhi nhóm này, có lẽ bớt kinh khủng hơn về cách luyện. Ngải sư thường đi đến các khu nghỉ trang của thiếu nhi, trẻ sơ sinh, các nhà xác bệnh viện hoặc nơi thường xảy ra tình trạng nạo phá thai để làm các buổi lễ cúng phẩm vật nhằm chiêu dụ, mời gọi các âm linh đồng tử theo mình, nhận các âm linh ấy làm con. Sau khi thành công, dẫn dụ đưa các âm linh theo mình về nhà, các ngải sư lại làm tiếp công đoạn phân chia trú xá cho các âm linh này nương tựa. Trú xá chính là các hình tượng bằng đất nung, gỗ, đá, vải, giấy, sành sứ, búp bê nhựa. Trải qua một thời gian dài bị ngải sư sử dụng các pháp tinh luyện tác động, âm linh nương tựa trong hình tượng có thể thức tỉnh, thể hiện thành hình dạng giống với trú xá mình đang cư ngụ.